Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh theo yêu cầu của những bác ở xa. Thì hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ set up cho tất cả cùng các bác anh em cặp loa của Mỹ, hãng Venturi. Venturi với chiều cao của cặp loa cây này, cao 1m02, chiều ngang là 27, chiều sâu là 28. Với thiết kế là hai mặt, hai căng riêng biệt, một phần của bát, một phần là của chung và giả chép. Những clip trước thì bên Tuấn Nguyễn Audio thì đã về những cặp màu đen. Hôm nay thì về được cả cặp bản màu gỗ. Ê căng thì còn zin, nhựa nhưng không gãy gì cả, còn cả logo. Tình trạng về thì zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Loa Venturi sở hữu một chiếc đôm lụa, một chung 16 màng carbon, gân này gân cao su nha các bác nha, rốn này rốn vải này, gân này gân cao su, màu da lươn rất là đẹp, màng carbon. Ở đây sở hữu một bát 20, một bát 20 cũng màng carbon, cũng gân cao su. Gân cao su rất là mềm, màng carbon cho rất giải bát, rất là sâu và uy lực. Đây thiết kế đằng sau đây, loa Venturi V830 8 ohm. Đấy, dòng này sản xuất ở Mỹ, Big Venturi. Với lỗ thoát hơi đằng sau, lỗ thoát hơi rất to ở dưới chân này. Loa thiết kế tất cả các mặt này là bằng gỗ, rất là chắc chắn và đẹp luôn. Không sứt sẹo, không bể lở. Tiếp theo là chiếc bên này. Đấy, tháo căng ra, căng cũng vẫn còn rất là đẹp luôn, không gãy. Nhựa các thứ, nhựa, chốt nhựa đây còn nguyên, không gãy. Đấy, tuyến loa bên này còn rất là đẹp luôn. Venturi. Đấy, chung màng carbon, rốn này và rốn vải, gần đây gần cao su, màu da lươn rất là đẹp, bóng, rất là mềm. Đấy, bát 20, rốn rất đẹp, không móp mép gì cả, gần này gần cao su. Tình trạng bên này cũng vậy, từ góc cạnh rất là đẹp luôn. Loa thiết kế thì thành hai khoang, một khoang là giải chung và giải chép, một khoang là dành cho loa bát. Thế nên là nó thiết kế để cho tiếng trầm tiếng bát nó xuống sâu. Những dòng loa này thì rất là dễ ghép âm ly. Thì theo yêu cầu các bác là các bác bảo là ở nhà ghép con đờ nông, tiếng đờ nông thì cho giải chung giải chép rất sáng, bát thì rất là chắc uy lực. Bên Tuấn đang có dòng đờ nông 1500R2 thì ghép lên trên đây cho các bác chất âm. Đấy, một đôi loa về nói chung là zin nguyên bản từ gân luôn, còn nguyên, rất là đẹp, thùng vách rất là đẹp, các bác kê bày sang trọng. Mà những đôi loa này thì rất là khó, Tết này thì về nó cũng hàng, về nó cũng khan hiếm, cả tìm được những cặp loa còn đẹp như này thì rất là khó, tức là các bác không soi được một lỗi nào luôn, đẹp xuất sắc luôn. Thì sau đây thì Tuấn Nguyễn sẽ test cho các bác nhà dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc không lời để các bác anh em đánh giá thêm ba giải của em nó như nào. Tuấn Nguyễn xin báo giá luôn cho các bác cặp loa này, các bác chơi Tết với giá cực kỳ tốt luôn. Giá bên Tuấn đang bán với đôi loa zin tuyệt đối đẹp xuất sắc, bên Tuấn đang bán với giá là 8,9 triệu. Tất cả mặt loa các thứ đều bằng gỗ lạng óc chó rất là đẹp.
Không lời thì đánh rất là sâu lắng, giải chung giải chép rất là sáng luôn. Sau đây thì mời các bác những bản bolero các bác anh em hay nghe ở trên mạng. Tiếng rất là dễ đánh, âm ly rất dễ đánh luôn ạ. Các bác có thể chơi những dòng âm ly đờn đông 390 4 la mã đánh đã ok rồi. Tiện bên đây thì đang ghép với con 1500R2.
đấy, những bản bolero các bác nghe chung với cả giải chép, giải bát rất là êm ái, rất dịu dàng, bát rất là sâu, trầm ấm. Thì sau đây các bác có thể đeo tai nghe vào, các bác nghe những nhạc không lời liên khúc thì các bác xem là cái bát nó đánh xuống rất sâu như nào. Đấy, bác nào mà quan tâm đến sản phẩm đôi loa Big Venturi V830, xin anh em và các bác liên hệ cho Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội 0943 426668. Tuấn Nguyễn xin báo giá lại cho các bác các anh em. Cặp loa Big Venturi V830 bên Tuấn đang bán với giá là 8.900.000, với cấu hình là bát 20, trung 16 và chép đôm. Thùng tất cả là bằng gỗ rất là chắc chắn. Bên Tuấn đang đánh với cả âm ly Đờ Nông 1500R2. Vâng, bác nào mà quan tâm tới âm ly thì xin liên hệ với Tuấn. Bên Tuấn đang bán âm ly với giá là 11.200.000. Cảm ơn các bác các anh em. Những bác nào mà đi qua mà xem chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những video. Các bác nào mà tìm những sản phẩm thì xin mời các bác vào phần quản lý video của kênh để các bác xem những video, tìm những đôi loa mà các bác thấy hợp lý để các bác chơi Tết. Xin chào tất cả các bác, các anh em. Hẹn các bác, các anh em những video tiếp theo.